Bổn nguyện của Đức Phật đích xác là hy vọng mỗi cá nhân chúng ta đều có thể viên thành Phật đạo ngay trong một đời. Phàm phu viên thành Phật đạo trong một đời thì chỉ có pháp môn này. Phật pháp nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, bất cứ pháp môn nào quý vị cũng đều chẳng thể thành tựu trong một đời. Chỉ có pháp môn niệm Phật giảng sanh này là thật sự thành tựu ngay trong một đời. Trong đời này chúng ta có thể gặp gỡ pháp môn này quả thật chẳng dễ dàng. Đã gặp gỡ thì nhất định phải quý trọng, phải nắm chặt pháp này. Ngàn vạn phần chớ nên khinh dễ bỏ qua. Nếu bỏ lỡ thì chính là lầm lẫn quá đỗi. Gặp được pháp môn này, đúng như cổ đại đức đã nói, 10.000 vạn kiếp khó gặp gỡ. Vào đời Thanh trước kia, ông Bành Tế Thanh đã nói, hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Ông ta nói pháp môn này hiếm có, khó gặp trong vô lượng kiếp. Đời này quý vị gặp gỡ, hãy nắm vững nó. Pháp môn này vạn người tu, vạn người đến. Câu này do Thiện Đạo Đại Sư nói, chẳng phải là lời giả. Nhưng học Phật, bất luận học pháp môn nào, nói chung nhất định phải biết buông xuống. Buông những gì xuống? Buông phiền não xuống, buông tập khí xuống. Cổ đại đức thường dạy chúng ta, hễ điều gì chẳng mang theo được, bèn buông xuống. Chúng ta suy gẫm, người đã chết, có thể mang theo gì vậy? Tài sản của quý vị chẳng mang theo được, thân tình chẳng mang theo được, tước vị chẳng mang theo được, kể cả thân thể của quý vị cũng chẳng mang theo được. Phải hiểu rõ chỗ này, chẳng mang theo được thì hãy buông xuống. Đó là giả chẳng thật. Điều nào mang theo được thì quý vị bèn đổ công dốc sức nơi đó. Đức hạnh mang theo được, công đức có thể mang theo được. Trì giới hữu công, tam muội là đức. Tam muội là thiền định, thiền định là công. Khai trí huệ là đức. Những điều này có thể mang theo được. Ngược lại, những tội nghiệp do quý vị đã tạo cũng có thể mang theo. Nếu mang theo một thân tội nghiệp, đời sau sẽ sanh trong tam ác đạo. Suốt đời này quý vị làm rất nhiều chuyện tốt, những chuyện ấy cũng có thể mang theo được. Do những chuyện tốt ấy, đời sau sanh lên trời. Nhưng đều chẳng bằng buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật.
Niệm Phật có thể mang theo được. Niệm Phật có thể giảng sanh tịnh độ. Do vậy, phải thường nghĩ tới những gì có thể mang theo được. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Học tập kinh giáo giúp chúng ta khai ngộ. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, học tập kinh Vô Lượng Thọ, tăng trưởng sự hiểu biết đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật sự nhận biết rõ ràng, minh bạch, tín tâm mới có thể kiên định, nguyện tâm chẳng lùi. Đó là điều kiện ắt phải hội đủ hồng giảng sanh thế giới Cực Lạc.